Màn hình to hơn bản Pro Max nhưng chip cũ, hay chọn chip đời cao hơn nhưng màn hình nhỏ? iPhone 13 và iPhone 12 Pro Max, cả hai thì đều đã đạt những thống kê ấn tượng về doanh số năm 2021 và 2022. Và với mức giá hiện tại, iPhone 12 Pro Max cao hơn iPhone 13 2 triệu đồng một chút xíu, nhưng đều giảm rất sâu cho bản Line New. Bạn chọn chiếc điện thoại nào với ngân sách 13 đến 15 triệu đồng? Cũng hơi khó một chút đúng không? Và cũng nhiều bạn comment như các bạn ở số trước về hai chiếc iPhone này thì nên chọn chiếc điện thoại nào hơn. Cùng vào chi tiết video và làm rõ điều này với chúng mình nhé. Bắt đầu thôi. Đầu tiên thì mình sẽ đi vào các điểm giống nhau đi, sau đó thì mình mới vào các cái điểm khác nhau để thấy sự chênh lệch về giá thì hơn kém 1-2 triệu điểm mạnh điểm yếu cho hai chiếc iPhone này như nào để ra quyết định đúng đắn các bạn nhé. Về điểm chung đầu tiên của hai chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max và iPhone 13 thường này là chúng đều có hàng sẵn tại Take One với mức giá rất hấp dẫn, đi cùng gói bảo hành lên tới 13 tháng các bạn nhé. Các bạn có thể tham khảo đường link mình để dưới phần mô tả. Ok, điểm chung thứ hai về thiết kế. Nhìn chung thì kể từ iPhone 12 series trở đi, Apple không có quá nhiều sự thay đổi trong ngôn ngữ thiết kế của mình. Dù là iPhone 12 Pro Max hay là iPhone 13 thì cả hai thiết kế này đều sử dụng thiết kế nguyên khối với các cạnh viền vuông vức và mạnh mẽ. Về tổng quan ngoại hình giống nhau đến như vậy, nhưng mà đi vào chi tiết thì iPhone 12 Pro Max lại có điểm cộng hơn về chất liệu. Đó là khung viền thép cho khả năng bảo vệ tốt hơn khung viền nhôm của iPhone 13, cũng như mặt lưng thì là mặt lưng kính nhám, cũng không để lại nhiều dấu vân tay và mồ hôi như là mặt lưng kính thường trên iPhone 13 các bạn nhé. Tiếp theo là màn hình. Điểm khác biệt về thông số màn hình, công nghệ được trang bị thì nó cũng không khác biệt quá nhiều. Đều là màn hình OLED Super Retina, độ sáng tối đa đều là 1200 nits, được trang bị HDR vân vân. Riêng tần số quét thì iPhone 13 Pro trở lên mới có màn hình 120Hz, còn iPhone 13 thường thì cũng không khác gì iPhone 12 Pro Max, chỉ có màn hình 60Hz mà thôi. Đó là các điểm giống nhau về chi tiết, nhưng cũng có những điểm khác biệt dễ dàng nhận thấy như là kích thước màn hình thì iPhone 13 là 6.1 inch, còn iPhone 12 Pro Max sẽ là 6.7 inch. iPhone 13 sẽ phù hợp cho các bạn thích có sự nhỏ gọn, cầm nắm và dễ thao tác, dễ dàng trong lòng bàn tay hơn. Còn iPhone 12 Pro Max thì to hơn, màn hình lớn hơn, xem phim rồi trải nghiệm khác về màn hình lớn cũng sẽ đã hơn. Về tỷ lệ màn hình trên thân máy đều có viền màn hình mỏng, nhưng iPhone 13 sẽ lại hơn iPhone 12 Pro Max một điểm là tay thỏ nhỏ hơn, dẫn đến tỷ lệ màn hình cao hơn. iPhone 13 là 88%. Tiếp theo là về camera. Camera trên iPhone 12 Pro Max có 3 camera, còn iPhone 13 thì chỉ có 2 camera mà thôi. Theo mình thì đặc điểm màn hình lớn hay là 3 camera cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến quyết định của người dùng đấy. Cả hai chiếc điện thoại thì đều là camera 12 megapixel, nhưng iPhone 12 Pro Max thì có thêm một cam tele 2.5x, zoom xa hơn, chụp ảnh chân dung ok hơn. Còn iPhone 13 thì tuy không có cam tele nhưng lại có khả năng quay phim tốt hơn, có chế độ quay phim điện ảnh này, quay phim xóa phông hay là quay Full HD ở 120fps. Còn quay phim 4K thì trên cả hai chiếc điện thoại này thì đều như nhau, lên đến mức 4K 60fps. Tiếp theo nữa là hiệu năng. iPhone 12 Pro Max thì được trang bị chip A14 Bionic, còn iPhone 13 thì là chip A15 cao hơn. Hiệu năng trên thông số rồi là spec thì cũng nhỉnh hơn, nhưng trong thực tế thì các bài test nó không hơn kém nhau quá nhiều. Các tựa game mình có test như là PUBG Mobile, Liên Quân, Max Setting thì cả hai máy đều chỉ đạt được tần số quét màn hình là 60Hz, nên không thể lên được 90fps hay là cao hơn. Nhiệt độ khi chơi hai máy cũng na ná, có chăng thì là iPhone 13 do nhỏ hơn, nên khi đo test thì iPhone 12 Pro Max nhiệt độ thấp hơn. Có thể do là bề mặt lưng lớn hơn nên khả năng tản nhiệt của nó nhỉnh hơn chút xíu chăng. Và hiện tại update lên iOS bản cao nhất 16.3 thì mình có ở đây iPhone 12 Pro Max cũng không gặp bất kể vấn đề gì. Một điểm khác trong hiệu năng đó là RAM. RAM của iPhone 12 Pro Max là 6GB nên đa nhiệm về lâu về dài mình nghĩ sẽ hơn RAM của iPhone 13 chỉ có 4GB. Tất cả những gì hệ điều hành mới nhất có, những tính năng mới thì cả hai chiếc điện thoại này đều được áp dụng. Và vòng đời của iPhone 12 Pro Max và iPhone 13 mình nghĩ sẽ thoải mái, không lo sợ gì, không lo được update hay là lỗi thời trong 2-3 năm tới đâu các bạn nhé. Cuối cùng là về pin và sạc. iPhone 13 chúng ta có viên pin 3240mAh, còn trên iPhone 12 Pro Max thì là 3687mAh. Thoạt qua thì nghĩ là pin như này thì iPhone 12 Pro Max hơn rồi, nhưng thực tế thì với con chip mới hơn, tối ưu hơn một chút và với kích thước màn hình nhỏ hơn nên thời lượng on screen của nó sẽ nhỉnh hơn đôi chút so với iPhone 12 Pro Max. Do iPhone 12 Pro Max có màn hình lớn hơn, tiêu tốn điện năng tiêu thụ hơn và cũng như là con chip đời thấp hơn nên tối ưu về pin A14 vẫn không thể nào bằng chip A15 trong khoản này được. Còn lại về sạc nhanh thì đều là 20W giống nhau. Vừa xong là các điểm giống nhau và khác nhau quan trọng cần đưa ra khi phải cân nhắc lựa chọn giữa iPhone 12 Pro Max và iPhone 13. Theo mình thì không quá khó chọn đâu. Hai chiếc điện thoại rõ ràng sẽ phù hợp với những đối tượng người dùng khác nhau. Bạn là người thích có điện thoại 3 mắt camera, thích màn hình lớn, điện thoại có khung viền thép bóng loáng thì chắc chắn bạn sẽ chọn iPhone 12 Pro Max. Còn nếu đơn thuần chỉ là người dùng cần đến hiệu năng, màn hình nhỏ gọn, không quan tâm đến các vấn đề như mặt lưng, khung nhôm, bám dấu vân tay vân vân thì iPhone 13 sẽ là lựa chọn hợp lý.
Đó là theo mình. Vậy còn các bạn thì sao? Chiếc điện thoại nào sẽ khiến các bạn bỏ ra 13 đến 15 triệu để đem máy về nhà ngay lúc này? Hãy comment phía dưới cho mình biết về nhé. Đừng quên ấn like và sub kênh để theo dõi các video mới từ Tech One. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.